Linh chào các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Nhàn TV. Thì hôm nay tiếp tục trong các chủ đề chia sẻ về các thông tin cũng như review các vùng đất và bất động sản. Thì tôi tiếp tục cho mọi người các clip ý nghĩa mọi người nha. Thì thời gian này là thời gian dịch bệnh, chúng ta không thể di chuyển đi đâu được ở tại nhà, cho nên đi xem thực tế bất động sản rất là khó đúng không ạ? Nhưng may mắn là chúng ta có cái ứng dụng này Google Maps để chúng ta có thể xem vị trí đất ở đâu một cách chính xác đến 99% luôn, vị trí đất luôn mọi người nhé. Đây là cái ứng dụng để xem vị trí và xem đường đi của đất chứ không phải là xem quy hoạch mọi người nhé. Có nhiều nhà đầu tư lâu nay không hay dùng công nghệ nên cứ tưởng đây là một trong những cái phần mềm dùng để xem quy hoạch, nhưng không phải đâu mọi người nhé. Thì trước khi đi vào những cái vùng đất an cư này, review qua Google Maps này, thì chúc mọi người sức khỏe vượt qua cái mùa dịch này nhé. Người hãy giữ an toàn cho bản thân và gia đình thời điểm này. Chúng ta đi xem hôm nay là một cái vùng đất an cư cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ đi vào khoảng 8 km thôi, và thời gian tới sẽ được xác nhập vào địa phận thành phố Nha Trang luôn. Nói đến cái vùng đất này thì nhiều nhà đầu tư chắc cũng biết đến rồi đó. Thì bây giờ chúng ta đang vị trí Google Maps, chúng ta đang ở trung tâm thành phố Nha Trang này. Thì chúng ta đi theo đường Cao Bá Quát qua đại lộ Bản Giáp thì chúng ta đi lên phía tây của Nha Trang đó. Chúng ta đi qua các cái tòa nhà chung cư của VCN Phước Hải, như khu thị Mỹ Gia. Sau đó chúng ta đi lên theo trục đường Võ Nguyên Giáp thì rơi vào khoảng 7,5 đến 8 km. Thì chúng ta gặp cái vùng đất Diên An mọi người nha. Đó, đây là xã Diên An nè. Tôi sẽ gọi mọi người coi này, Diên An. Diên An. Diên Khánh. Diên An, Diên Khánh đây. Diên An, Khánh đây thì theo Wikipedia họ biết thì có diện tích khoảng 8,56 km². Diện tích rất là rộng, nó bao gồm nhiều cái tuyến giao thông rất là huyết mạch. Đó, mọi người đã có thể thấy không này, rất là nhiều tuyến giao thông huyết mạch này. Phía tây của xã Diên An thì tiếp giáp với xã Diên Toàn. Đó. Phía đông thì tiếp giáp với thành phố Nha Trang. Phía nam thì giáp với núi Chín Khúc nè. Còn phía bắc thì giáp với sông Cái mọi người nha. Ngay dòng sông Cái này. Và với khu vực Phú Vân Nam rất là rộng và đẹp. Và hiện tại đang làm giai đoạn 2 này đây. Thì hiện tại hạ tầng cũng như cơ sở hạ tầng được đầu tư vào xã Diên An rất là nhiều. Một trong những xã phát triển tốt trong thời gian vừa qua. Thì có điểm gì hay mà tôi hôm nay đi giới thiệu mọi người đi an cư ở khu vực này đó. Thì thứ nhất là một phần diện tích sắp tới khoảng hơn 1.000 hecta thuộc địa phận đầu Diên An này sẽ được tiếp giáp vào trung tâm thành phố Nha Trang đó. Cái hướng bên này vào giáp này thì tôi xét nhập vào trung tâm thành phố Nha Trang, hai xã Diên An và Diên Toàn. Thì điều nổi trội là nó sẽ có cái quy hoạch bến xe cũng như chợ đầu mối ngay vị trí này. Đó. Chợ đầu mối nông sản của tỉnh Khánh Hòa này và bến xe lên tỉnh này sẽ được dời về đây. Đó nằm ngay vị trí tuyến tránh ngã tư của xã Diên Toàn. Đó. Thì từ xã Diên An lên đây chỉ khoảng 1 km thôi. Nó nằm trong địa phận xã luôn đó mọi người. Đó. Thứ hai là về cơ sở hạ tầng và tiện ích, thì cơ sở tầng ở đây được làm rất là chỉnh chu, với dọc tuyến đại lộ thì rất là nhiều con đường nhánh mới vào và đa phần là đường bê tông và đường trải nhựa rất là nhiều xã Diên An này. Thứ ba là về tiện ích thì trường học nhé, là những cái điều mà cần lưu ý đúng không ạ? Thì đây chúng ta có trường học cấp 1 này, nó trường học cấp 2 này đó. Đó, điều khi chúng ta có chợ này, chợ rất là lớn nè. Nói chung là tiện ích rất là tốt đó. Bệnh viện thì chúng ta đi thẳng qua đường 23 tháng 10, chúng ta gặp bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa rồi đó. Và chúng ta đi lên một tí nữa thì gặp bệnh viện Huyện Nhân Khánh luôn, này đi qua cầu này đó, bệnh viện trên đây đó, bệnh viện Nhân Khánh ngay vị trí này đó, cũng rất là lớn đó, trung tâm y tế huyện này. Trong bán kính khoảng 1 km là chúng ta có đầy đủ hết rồi đó. Tiếp tục là có cái điều gì mà chúng ta an cư ở đây mà không chọn cái xã Vĩnh nhé mọi người.
thì về vị trí địa lý này và khoảng cách về thành phố Nha Trang ấy, thì từ đây tôi lấy một cái điểm nhá, về thành phố Nha Trang thì khoảng 7 đến 8 km, tôi sẽ đo thực tế cho mọi người cùng xem luôn. Đó, đây là tôi đo này, đo khoảng cách nha. Đây, đây là đo thực tế mọi người nha. Đó, nó đứng đến 99% cơ. Đó, tôi đang đo đây. Thế là hiểu ích đấy mọi người. Cho tôi một like nó thấy điều này hiểu ích nha. Đó, tôi đo đến cái ngã tư Lê Hồng Phong và siêu thị Cốt Mắc. Đó, thì đang rơi vào khoảng 7,75 km đấy, chưa đến 8 km mà con đường rất là thẳng. Đó, chúng ta đi qua các khu thị lớn này, đi qua trung tâm thương mại lớn này, đó, rất là tốt đúng không ạ? Đó, mình có thể nhìn đây, này khoảng cách này 7,75 km, đó, rất là gần phải không ạ? Đây là một trong những cái điểm mà chúng ta an cư vào buổi sáng, thì chúng ta đi đi học này, chúng ta đi làm này, chúng ta đi bất cứ đâu rất là tiện, chúng ta không lo ách tắc đường. Tại vì cái đường quốc lộ 1C và đường 23 tháng 10 cái này này thì tình trạng tắc đường trong 4 đến 5 năm qua rất là nhiều vào buổi sáng. Khoảng 7 đến 8 giờ là chúng ta đi làm, đưa con đi học rất là bất tiện đó. Ở đây chúng ta ở đây phải chúng ta con đưa con đi học ở trung tâm thành phố Nha Trang cũng vẫn rất là thoải mái, lúc sáng ra là gia đình cùng nhau đi. Thời gian chỉ rơi vào khoảng 10 phút thôi chúng ta về đến thành phố rồi. Mà đường rất là rộng. Với quy hoạch đường rơi vào rộng khoảng 60 mét mọi người nhé, rất là rộng với 4 làn đường và 6 làn đường tùy đoạn đó, rất là rộng luôn. Từ hiện nay chúng ta đi về đó, đây là những cái điểm nổi bật. Vỉa đất ở đây còn quá rẻ so với những cái khác, xã khác mọi người ạ. Giá đất Việt Nam rơi vào khoảng từ 7 đến 8 triệu mét vuông thôi, cái đất thổ cư thôi đó. Thì các cái sản phẩm hiện tại thì giá trên 10 triệu rồi, nằm bên khu bên này thì dân cư rất là đông, nhưng mà cái việc ách tắc giao thông vào buổi sáng đi làm và đi lại rất là khó khăn và lũ lụt nữa. Vì bên phía này gần sông cho nên vừa mùa lụt thì nước thoát không kịp thì ngập úng vài ngày. Còn bên đây thì đỡ hơn nhiều, tại vì tuyến đường họ làm sâu, hệ thống có thoát nước rất là tốt, cho nên cái tình trạng này cũng có nhưng mà không nhiều bằng khu vực dưới kia. Thì mọi người thấy là tiện ích này, vị trí này, hạ tầng cơ sở thì thấy cũng một vị trí đó, khoảng cách đó, nhưng cái giá rẻ hơn là nhiều. Và ở đây thì dân cư họ đang ở nhưng mà chưa đông lắm, thì sau này cái mật độ dân cư nó lên đó, thì sẽ có rất là nhiều tiềm năng về bất động sản tăng giá đúng không ạ? Đó, mọi người thấy được cái tiềm năng của xã Diên An là vậy, nhiều người đầu tư vào đây rất là nhiều trong thời gian qua thì vì lý do lại vậy đó. Nó cũng rất là đẹp. Tôi bấm lại cho mọi người coi nha, Việt Nam nha. Đó, đây cũng ra đây. Và mai mốt cái địa phận mà tổ máu con giáp này lên đến ngã tư tuyến tránh ấy, sẽ được tiếp giáp với thành phố Nha Trang luôn, sẽ nhập vào để thành phố Nha Trang đổi tiêu chuẩn lên thành phố tư vùng trung ương luôn. Đó, thì rất là cũng rất là tiềm năng, cơ sở hạ tầng rất là tốt, dân cư rất là đông mọi người ạ. Đó, diện tích ruộng lúa thì hiện tại không còn nhiều nữa, đó. Họ tập trung phát triển đô thị hóa nhiều rồi, đó, ruộng từ bên này, đó. Và dọc cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp này này, thì hiện tại rất là nhiều nhà máy cũng như các cái kho xưởng đã dời về đây, nó phát triển theo cái hướng công nghiệp đấy mọi người. Họ các cái kho xưởng phân khu rồi họ dồn đến rất là nhiều họ làm, tại vì cái tuyến đường đại lộ này rất là đẹp, rút ngắn khoảng cách rất là nhiều. Trung tâm thành phố bây giờ chật chội rồi, họ vào container đi vào cũng rất là khó, mà di chuyển hàng hóa logistics cũng cực kỳ khó khăn đó, cho nên họ làm rất là nhiều nhà máy ở đây. Mọi người có thể thấy là tôi quay mọi người coi này, đó, rất là nhiều nhà máy lớn này, kho này, cây xăng này, kho thiết bị này, đó, kho bãi này, đó, đó, đây rất là nhiều cây xăng, đó, kho này, kho rất là nhiều kho, cả kho hàng Ngọc Lễ cũng đều đến đây rồi, và đây rất là kho mới làm đây này, rất là lớn khu vực này. Đó, mọi người thấy không, tiềm năng rất là nhiều, vị trí thì không quá xa thành phố, chúng ta có thể chọn đây là nơi an cư hoặc nơi đầu tư lâu dài đều rất là phù hợp. Đó, hôm nay tôi làm một video ngắn này qua Google Maps để giới thiệu cho mọi người cái vùng đất tiềm năng này. Quý hàng có nhu cầu sau dịch đi xem và tìm hiểu thêm thì liên hệ với Hoàng Nhàn TV nhé, có số điện thoại trong cái phần mô tả.